Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú và anh chị. Và hiện tại Chọc đang trên đường đi về nhà thì Chọc vô tình phát hiện có một người đang ngủ ở dưới chân cầu ở cầu Sài Gòn, ở ngoài Sài Gòn này của anh chị. Thì không biết là người này nam hay nữ nha anh chị. Đó. Thì Chọc vô tình ngang đây Chọc sẽ chia sẻ gửi đến quý anh chị. Và giờ Chọc đi qua bên kia xem như thế nào. Đây, ngủ dưới gốc cầu nè. Cái gì thấy mình thấy rõ mà. Rồi. Đây. Gái phải không? Gái hả? Sao nằm đây ta? Cái đội vậy thôi, anh em mình vô đi, vô. Chắc mình đi vô tầng đó hỏi thăm của quay ha. Ờ, giờ hỏi nằm đi vô. Mời quý bà anh chị hãy vào bên trong nha. Ủa chị, ủa em vô tình đi ngang đây thấy chị nằm đây nè, chị ở đây hay sao vậy? Ở chị cho em là đi quay giúp người á, cho em gắn cái mic đó ha. Rồi sao chị ở đây hay sao vậy? Dạ em bị chủ lừa rồi gạt, giờ hai giờ chị, em phải đi ngủ ở tàu. Chị nói lớn lên mình em ha. Em đi làm giờ chủ nó lừa em, giờ em phải ngủ ở tàu. Rồi xin phép chị cho em hỏi tên chị được không ạ? Chị tên gì ạ? Em tên Nguyễn Thị Thanh Mai. Tên Mai hả? Dạ. À, chị Mai nhiêu tuổi rồi? Dạ 34 tuổi rồi. 34 tuổi ha. Trời ơi. Và chị nói là chị đi làm bị chủ giật tiền chị hả? Dạ. Bây giờ chủ đó còn ở đó là làm gì chị? Dạ trốn đi rồi ạ. Dạ. Hai vợ chồng ông đó trốn đi rồi. Trốn đi là lúc trước thì phụ chồng đó là làm cái gì? Dạ bán quán nhậu. À bán quán nhậu, là chị làm trong đó là công việc chị là làm gì? Dạ rửa chén. Rửa chén. Rồi chị làm ở đó lâu chưa mà bị giật? Dạ hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng mà bị giật. Là 1 tháng bao nhiêu rồi? À, 1 tháng là 6 triệu ạ. Tháng 6 triệu 2 tháng. Vậy hai vợ chồng nó giữ tên không? Dạ. Hai vợ chồng nó tên gì chị biết không? Dạ chị Dậu ạ. À. Tên Dậu hả? Dạ. À là hai không, ý em hỏi là hai người giật tiền chị á. Dạ quán chị Dậu ạ. À. Quán chị Dậu, tên Dậu luôn. Tên Dậu luôn. À. À còn sao mà người ta đi làm đó 2-3 tháng trời thì có được cái đồng tiền gì luôn. À hai tháng đó là chị có ứng tiền hoặc này nọ thôi chứ? Dạ có ứng được 500 ạ. À ứng được 500. Dạ ai ơi. Ở cái quán nó nằm ở đâu vậy chị? Dạ ở Bình Tân ạ. À. Bình Tân hả? Dạ. À Bình Tân Bình Chánh ha. Dạ. À tại vì cũng thưa quý chị, đây là ở một cái gầm cầu ở Sài Gòn á chị, cho nên là cứ xe chạy rất là nhiều. Mong quý cô chú chị xem thông cảm giùm anh em nha. Dạ. Hả? Hồn quá. Ở đây thì ở Sài Gòn nó vậy. Rồi trong túi trong mình có tiền bạc không mà tại sao mà đi ngủ ở dưới gầm cầu này? Dạ không mà em phải đi xin ạ. À. Đi xin hả? Dạ xin. Rồi chị ở cầu này sống lâu chưa? Dạ hơn tháng rồi. Hơn một tháng rồi mình. Hơn một tháng. Rồi. Rồi. Trời ơi. Sao mà bây giờ nhiều cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn luôn anh. Mà từ quê ở dưới đây lên đó, lên đây để đi làm kiếm tiền để mưu sinh và cuộc sống thôi mà cũng phải đi giật của người ta chứ không mừng mấy triệu bạc rồi. Rồi cái ba lô đó là đồ của chị hay sao? Dạ đồ của em ạ. Rồi chải nằm vậy á hả? Dạ. Trời ơi nằm đường. Rồi mấy hôm nay mưa bão nữa rồi nằm ở đây làm sao? Dạ lúc mưa thì em nằm một mình ở dưới chồng ở đây. Còn lúc nắng thì em với chồng ra ngoài công viên ở. Nắng là ra công viên nằm. Dạ. Trời ơi.
ngủ ở dưới gầm cầu này nè, rồi tối rồi có những thanh niên nào này nọ không? Dạ không à. Ừ, vậy cũng may ha, mình là phụ nữ mà ở dưới một cái gầm cầu này rất là ấy đó, hơi nguy hiểm á. Dạ. Tại vì những cái thành phần giống như này nọ đó nó sẽ lại này nọ, nhưng mà chị cũng nhờ đây, cũng là ở đây giống như là không có, cũng đỡ đó. Trời ơi, tội dữ rồi. Ở ngoài kia, bên kia thấy cái chiếu à, cái chiếu của chị hay của ai? Dạ, cái đó tấm đẹp lâu rồi ạ. À, cái dạ. Nệm người ta bỏ đó hả? Dạ. Ôi ơi. Dạ, còn góc bên kia là cái nệm của hai người, cũng hai người đàn ông ngủ. À, tối cũng có hai người đàn ông ngủ bên kia luôn? Dạ. Trời ơi. Tối nó đi. Quê mình ở đâu chị Mai? Dạ, dạ em ở dân, em là Bình Định. Gia Lai nhưng ha? Dạ, Bình Định. Bình Định. Ba mẹ Bình Định à. Lâu rồi, lên Gia Lai ở lâu rồi. Chị có gia đình gì chưa? Dạ hồi xưa thì cũng có nhưng mà ly dị lâu rồi. À, chị có mấy người con rồi? Dạ một đứa trai. Một đứa trai, năm nay được nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 9 tuổi, học lớp 6 rồi. Ờ, rồi chị bị như vậy đó, rồi chị có hay liên hệ liên lạc đến gia đình không? Dạ không ạ. Sao không liên lạc với gia đình? Tại hồi xưa cũng buồn gia đình quá mới bỏ đi làm với người yêu rồi. Là có nghĩa là chị buồn chuyện gia đình xong rồi mới bỏ vào Sài Gòn đi làm. Dạ. À, rồi con chị không liên lạc tới hay là chị không có, chị có xài điện thoại không? Dạ có điện thoại. À, sao không gọi về gia đình? Dạ gọi mà ba má không cho gặp mặt con à. Ba mẹ không cho chị gặp con của chị luôn? Dạ. À, là đó là chồng, bên chồng nuôi hay sao? Dạ, ba mẹ nuôi ạ. Bên mẹ ruột á hả? Dạ. Mà tại sao mà không cho chị gặp được á? Mẹ ruột mà sao không cho gặp? À, là có nghĩa là xích mích chuyện gia đình? Dạ, xích mích. À, hiểu rồi, hiểu rồi. À, giờ anh mới hiểu nè. Trời ơi, mới 34 tuổi rồi mà đưa đẩy ra gầm cầu ở, rất là tội luôn. Rồi à, mình sống như vậy không có tiền bạc ăn nước ăn uống thì sao chị? Dạ lúc có người từ thiện cho. Ôi, rồi những cái hôm mà không có thiện nguyện người ta cho rồi mình ăn cái như thế nào? Dạ lúc có cái cũng có người cho, rồi mấy anh ở trong này. À, mấy anh ở đây người ta cho hả? Dạ. Có khi nào mình nhịn đói không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Trời ơi trời. Mình thấy cái cảnh này khó của mình. Thì thực sự em đi quay nhiều hoàn cảnh, rất là nhiều hoàn cảnh luôn rồi. Mới quay xong là cô gái nhà hoang, cũng vì là đi làm thầu, làm xây dựng là bị thầu giật hết một tháng lương, nên cũng không có tiền bạc để về quê sống một cái cuộc sống mà hoang vu ở một cái nhà hoang. Mà hiện tại bây giờ anh em mình đi về đây lại gặp thêm một hoàn cảnh nữa, cũng lại là bị giật tiền. Mà không, em cũng không hiểu vì lý do tại sao nha. Người ta từ quê lên đây đi làm chỉ để kiếm tiền để mưu sinh cuộc sống hàng ngày thôi, mà lại đi giật của người ta rồi những cái đồng tiền đó để làm cái gì không biết, em cũng không hiểu. Mà trong khi á, em đi rửa chén cái quán nhậu á, của dậu á, yeah. Là một tháng có 6 triệu thôi, yeah. 2 tháng là 12 triệu mà ứng trong đó 2 tháng chỉ có được 500 ngàn thôi, yeah. Đúng không em? Dạ yeah, đúng rồi. Mà lại người ta rửa từng ly mà thậm chí những cái quán nhậu đó anh biết thường đó là khoảng 2-3 giờ sáng rửa, yeah. Chén xong xuôi lại mới được nghỉ, đúng không? Yeah, đúng rồi. Đó, mà tổng lương cực khổ của người ta làm ngày mười mấy tiếng đồng hồ mà có 6 triệu một tháng mà lại giật cho ứng được có 500 ngàn thôi. Dạ 500 ngàn ứng được 500 ngàn xong rồi là nó bỏ trốn luôn à. Ừ. Dạ. À, mình ở đó là ăn uống luôn hay sao? Người ta dạ. Bao ăn uống luôn hả? Dạ bao ăn uống luôn à. Ờ. Dạ. Trời ơi, cái tội quá trời tội luôn. Rồi chị đi mấy hôm nay mưa bão rồi chị nằm vậy rồi có cái gì đắp không? Dạ không. Rồi chị nằm vậy thôi, cô con cút vậy ha? Dạ. Trời ơi trời. Quá trời sốt luôn. Mình không biết sao bây giờ cái hoàn cảnh như vậy, được cách nào để mình giúp cho chị giờ ta? Mình cũng rồi, chắc phải thì nói chung là giống như là anh em mình có duyên thì anh em ở đây thì cũng nói chung là cũng không khá giả gì, yeah. Thì anh sẽ trước tiên anh sẽ cho em tiền ăn cơm ha, yeah. Dạ cảm ơn. Thì
tối còn đồng nào không? Dạ không ạ. À. Chết luôn hả? Dạ. Trời ơi. À, có gì ngày anh cho gửi em chăm ăn ha, thì dạ. Ngày mai hay là gì đó thì nếu ở gầm cầu đâu có nóng nướng gì được đâu, thì cho nó trước mắt là anh gửi em chăm để mà ăn cơm ăn nước này nọ đi đó, anh em sẽ gửi em chăm nhau. Chịu ra ăn cơm nước gì chưa? Dạ chưa ạ. Chưa ăn gì luôn? Dạ. Rồi vậy sao mà nóng sinh vòng vòng đây đói? Dạ sinh là nó không cho. Rồi sinh còn người ta không cho hả? Dạ. Không? Ờ, trà đá, nước trà đá phải, em phải cũng phải đi xin. Nước trà đá mà xin hả? Dạ. Người ta cho không? Dạ cho. Ờ vậy cũng được ha, mà đói. Dạ. Trời ơi trời. Sáng giờ người yêu em nó cũng đói hơn sáng giờ. Trời ơi, sợ không? Có người yêu nữa hả? Dạ. Trời ơi. À, đi bụi vậy mà cũng có người yêu nữa. Dạ. Rồi mình ở như vậy rồi sinh hoạt và tắm rửa mình như thế nào? Dạ đi xin hàng xóm là cho mấy người đó không cho. Người ta ví dụ mình tắm rửa là ở đâu? Dạ tắm rửa mới nhờ mà vô mấy cái quán ăn về mình nổng cho cũng không qua tắm này. Có nghĩa là người ta thích là cho, còn không thích là thôi hả? Dạ đúng rồi. Rồi mấy ngày mới tắm một lần? Dạ phải hơn từng tấm. Ôi, tại vì em biết sao, em cũng thông cảm cho bà con mình là ở Sài Gòn chứ không phải như quê, ở quê thì mình ok được. Yeah. Còn ở Sài Gòn người ta nghĩ mình sống như vậy nè, rồi người ta sợ mà vô nhà tắm rửa nó sợ mà mày nọ đó. Yeah. Cho nên là người ta rất là sợ, người ta không cho mình đâu. Yeah. Giống như anh với em đây, anh em đây giống như có duyên, tại vì anh đi ngang đây thấy hỏi thăm em như thế nào thôi. À, ban ngày là em cũng nằm đây hay sao? À, ban ngày là ra công viên ngồi. Dạ, xong rồi tối mới ra gầm cầu này. Dạ. À, rồi cơ quan người ta có lại hay đuổi này nọ không? Dạ không ạ. Dạ. Ồ, thấy tội quá mình đây. Bây giờ trước mắt là anh em mình, anh em tụi em tới đây cũng là mình anh em mình có duyên. Dạ. Như thì anh em sẽ gửi cho chị một tiền đó thì cứ mình cứ ăn uống trước đi. Rồi để ngày bữa nào đó thì anh em sẽ mình sẽ tính tiếp nha. Còn ở trên video thì nó lại khác. Thì bây giờ nè, cái nguyện vọng của chị á là chị có muốn về quê không? Dạ nguyện vọng của em là chắc em cũng muốn về quê, nhưng mà cũng do chuyện gia đình đó em cũng không muốn mình về nữa. À. Dạ em muốn làm ăn ở trên này. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là em cũng không muốn về quê vì lý do là có chuyện gia đình. Yeah. Và hiện tại bây giờ không có tiền nữa. Yeah. Và em muốn làm có tiền mới quay về đó. Yeah. Thậm chí là người mẹ ruột của em luôn là gọi điện cho con em. Yeah. Mà cha mẹ ruột không cho gặp. Yeah. Vậy là có chuyện gia đình này hơi lớn ha. Yeah. Chuyện này hơi phức tạp cho nên anh em cũng không hỏi sâu vào vấn đề của gia đình của em. Yeah. Thì em là có gia đình là có chồng và có một đứa con ha. Yeah. Mai ba mươi, nãy em nói 34 tuổi hả? Dạ 34. Trời ơi. Đi xong rồi có một cái ba lô nè. Là có nghĩa là em vô đây Sài Gòn này em làm mấy chỗ rồi hay là có chỗ đó thôi? Dạ một chỗ đó. Một chỗ đó là mới làm được 2 tháng là đẩy em vô con đường gầm cầu này luôn. Dạ. Trời ơi. Ai là người đưa chị lên đây làm? Dạ có một ông anh ở hồi cũng đi làm bảo vệ. Ừ. Cũng anh cũng kêu em vô trong đó làm, nhưng mà làm xong rồi cái sếp bên bảo vệ á là đuổi ảnh không cho ảnh làm nữa, em mới đi kiếm việc khác em làm mà giờ quán chị dậu đây cũng lừa em vậy, em cũng không có gì để làm hết, em phải ngủ ở làm cầu như này. Vậy là cái người anh mà đưa chị vô đó làm á là người đó đâu rồi? Là đi đâu á cái người anh á? Người anh nó đi đâu rồi? Dạ người anh đó cũng có vợ con rồi, cũng về với vợ con rồi. À là cái người anh nó cũng về quê rồi ha? Dạ. Dạ. Thì cái vẫn là cho em hỏi thêm một câu nữa nha. Chị biết là coi chị còn nhớ là cái tên quán mà nhậu của chị đã làm hay không? Dạ quán chị dậu.
quán chị Dậu ha. Dạ. Và nằm ở khúc nào ha? Dạ, ở Bình Tân, quận 2. Bình Tân, quận 2. Dạ. Ủa, đường Bình Tân hả? Phường Bình Tân. Phường Bình Tân. Dạ, quận 2. Phường Bình Tân. Ủa sao quận 2 làm có phường Bình Tân ta? Chị có nhớ nhầm không? Dạ không ạ. À. Phường 2 quận Tân Bình hả hay là cái gì? Ở quận Tân Bình ạ. Trời ơi, hay chứ. Tân Bình. Ở vậy chị nói là ở quận 2 sao có phường Tân Bình dạ, được? Dạ. Bởi vì em vô lý. Là bây giờ là chị không thể về quê vì lý do gia đình với chị với con rất là buồn, và cũng như là đi vào đất Sài Gòn này để mà mưu sinh, để cho qua đi cái nỗi buồn và kiếm tiền gửi về cho con, nuôi con. Nhưng mà cũng không may về vào sinh được một cái quán nhậu đó rửa chén, mà không ngờ là chị chủ cũng đã ôm đồ đi, giật tiền của chị là 11.500.000. Đó, hiện tại đẩy chị vào con đường cùng là sống ở gầm cầu ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, thì thật sự ra đây là mấy hôm nay là anh chia sẻ rất là nhiều những trường hợp như vậy, giống em là nhiều cái chủ thầu hoặc là chủ giống em vậy đó, là vượt tiền hết tất cả những người đó và đẩy họ vô một cái con đường ở nhà hoang hoặc gầm cầu giống như là chị Mai này. Đó, thật sự ra là sót mấy hôm nay là gộ cái vấn đề mà giật tiền, tại vì kinh tế bây giờ làm ăn nó rất là khó khăn, cho nên là những ai mà đi làm cũng nên cẩn thận. Tại sao mình khi mà mình làm tháng đầu mình không ứng nhiều đi, mình ứng 2 tháng mình ứng có 500 ngàn vậy? Dạ, tại chủ là kiểu là ứng được 500 thôi ạ. Ồ. Người nào ở trong chỗ rửa chén như em vậy là cũng bị quỵt như vậy á, khóc lên khóc xuống nhiều lắm ạ. Làm 2 tháng là cho ứng có 500 thôi? Dạ đúng rồi ạ. Ôi ôi, người ta làm là ở tại quán luôn hả vậy? Dạ, làm tại quán. Ở tại quán luôn. Vậy là cái quán nhậu đó của chị Dậu đó là quán mướn hay là quán của chị? Dạ, quán của bà chủ đó. Đất đó, nhà đó là của chị Dậu luôn hay sao? Dạ. Nếu vậy là cũng khá giả đó. Vậy là ba là quán mà cũng quỵt nợ hết toàn bộ công nhân viên ở trong quán. Và bây giờ hiện tại ba quán nó không còn hoạt động nữa hay sao? Dạ, nhưng mà giờ hai quán kia thì còn hoạt động, còn một quán thì đã mở, hai quán kia thì đã đưa cho ai đỡ hoạt động. Còn một quán mà em làm đã quyết đã là tốn mất rồi. Rồi sao mình không lại hai quán kia mình tìm hiểu? Dạ, hai quán đó là ông đã đưa cho ai làm. Em cũng không biết. Vậy là đưa cho người khác làm hai quán kia rồi ha? Dạ đúng rồi. Vậy như ví dụ như bây giờ tụi em quay lên như vậy nè, chị có lời nào nhắn gửi tới cái chị Dậu đó hay không? Dạ, nói em xin chị Dậu hãy trả tiền công cho em. Dạ. Chứ bây giờ em hiện tại em đương sống không cầu. Chị nói và chị khóc. Thì xin phép em là cho anh đăng tải những cái video này lên trên mạng ha. Và anh em đây cũng có đôi lời gửi đến quán nhậu chị Dậu ở phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chị xem được clip này, chị hãy xem đi. Đây, một người làm công cho chị một tháng có 6 triệu mà làm 2 tháng chị có cho ứng 500 ngàn thôi. Bây giờ chị đã đẩy cho người ta một thiếu nữ như nè, đẩy ra một cái gầm cầu ở Sài Gòn sống nè. Đó, chị thấy xót xa không? Chị nói chung là đối với nhà giàu đó em, là 10 triệu, 20 triệu đối với họ rất là nhỏ. Còn đối với em bây giờ thậm chí 10 ngàn cũng rất là lớn rồi. Đó, cho nên là chị Dậu xem được cái giúp anh em mình, hãy cố gắng liên hệ đến anh em trong số màn hình trên điện thoại đó, để mà giúp mong rằng giúp em được một cái ít tiền về quê hoặc là ở nhà trọ cũng được, để mà em có công ăn việc làm, sau này em đi làm. Hiện tại em sống ở dưới gầm cầu này không thể nào xin việc làm, tại vì như vậy người ta không tin tưởng nên để nhận mình vô làm đâu. Anh nói đó, anh nói thật. Với lại như vậy nè, thì tất cả anh em quay đây thì cũng nhắn em là cũng người ngoài, thì thấy một cái cảnh mà của một chị gái mà đi làm phải giật tiền như vậy nè, thì đây em cũng mở lời thay cho chị Dậu nói, nếu mà chị hoàn cảnh của chị đó như bị như thế nào hoặc là thiếu nợ như thế nào thì đó tụi em cũng không cần biết đó, nhưng mà bây giờ là chị đang làm 2 tháng đúng không, 2 tháng là còn 11.500.000,
Nếu mà chị không trả hết được 11.500.000 thì cũng phải cho lại cho người ta 1 triệu 2 triệu để người ta về quê. Đó là như vậy là em nói đúng không? Đó, chứ không thể nào mà để đẩy ra người ta ra một cái hầm cầu để mà sống như vậy được. Đó thì em cũng có nhiều muốn như đó lời để gửi tới cho chị dậu thôi. Rồi cho anh hỏi là giấy tờ của em là chủ có giữ không? Và chị dậu nó có giữ lại không? Dạ không ạ. À. Giấy tờ em đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Đầy đủ ha. Dạ. À, có giấy xin việc đồ này nọ không? Dạ xin việc thì em không có, có giấy căn cước ạ. À có căn cước là được rồi ha. Dạ. Thì nếu mà anh em đăng tải những cái video này, nếu mà quý ông bà của chú anh chị nào ở khu vực ở Sài Gòn này, nếu mà quán phụ, quán phở hay là quán hủ tiếu hay là làm bất cứ công việc gì, rồi em có đi làm hay không? Dạ đi làm. Dạ đi làm ha. Là làm là như thế nào, là chỗ ăn chỗ ở luôn hay sao? Dạ chỗ ăn chỗ ở. À, rửa chén hoặc làm cái gì, có bất cứ gì cũng được ha. Dạ. À, thì hai anh em mình cũng hình như là cũng đói bụng lắm, sáng giờ không ăn uống gì hả như mày? Dạ đúng rồi. Ừ, thôi giờ anh em mình cũng xin kết thúc video đi để cho em để mà đi ăn đi uống vậy nha. Dạ. Thì video của chồng đến đây cũng xin kết thúc, xin hẹn quý bà của chú chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý bà của chú chị ạ. À.